ta thả hai viên mồi vừa nghiền vào nước. Viên bên trái màu vàng sẫm màu hơn một chút là có pha trứng gà. Còn viên bên phải chỉ có bột đậu xanh và bột mì với nước. Cả hai viên bột bắt đầu phân rã. Nhưng thấy rõ ràng rằng viên mồi bên phải không có trứng gà thì phân rã nhanh hơn. Tuy vậy nó cũng có thể chịu được chừng 10 phút. Và nhiều khi một lần quăng mồi thì không phải trong vòng 10 phút đã câu được cá. Khi dùng mồi này thì ta phải kiểm tra thường xuyên. Mỗi 5 phút là ta phải kiểm tra mồi rồi. Còn cái viên mồi bên trái là có pha trứng gà. Ta nhìn thấy rõ là cái sự phân rã của nó chậm hơn hẳn. Đấy. Những cái phần bột mà rơi ra nó chỉ bằng 1/3 của cái viên mồi bên phải. Là viên mồi không có trứng gà. Đấy chính là tác dụng của trứng. Nhưng không vì thế mà nó kém thơm mùi hơn. Nó lại cái phân rã của nó nhỏ hơn. Nó bay lên. Ta khó nhận biết hơn là phía bên kia nó rơi xuống. Nó rơi ra xung quanh. Rất rõ ràng. Còn cái viên có trứng gà thì nó từ từ tỏa tròn. Và nó phân rã chậm hơn hẳn. Và ta sẽ có đủ thời gian để câu nhiều hơn. Chờ đợi nhiều hơn.